Dạ vâng, em Hương chào cả nhà nhé. Tiếp tục lên những cái mẫu bếp ga để giới thiệu đến quý anh chị ạ. Hôm trước thì có lên một cái chiếc bếp màu ni lông chuột dòng không lò nướng. Thì cái chiếc bếp đấy em bán về Hoàng Mai Hà Nội cho anh Linh rồi. Bây giờ lên một cái chiếc bếp cũng đẹp không khác gì, cũng đẹp xuất sắc luôn đấy ạ. Một chiếc bếp có cái tông màu nâu cà phê men kim tuyến, sản xuất vào năm 2022 các anh chị nhé. Anh chị đang xem sản phẩm trên kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Anh chị vào xem thì ủng hộ em Hương một like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Rất là nhiều mẫu bếp đang sẵn có tại kho của em Hương rồi. Anh chị hãy gọi em Hương theo số điện thoại 0359014200. Nhà em tại Thanh Hóa và có ship hàng toàn quốc. Anh chị có nghe âm thanh kêu tít tít gì không ạ? Trước khi lên trên kênh và trước khi gửi hàng đi cho các anh chị thì em Hương đều test rất là cẩn thận. Ban nãy em vừa test xong cái tính năng an toàn là tính năng chống cháy nồi, nhưng mà cái bếp em chưa có tắt nên bếp đang báo hiệu kêu tít tít. Cửa có xanh không ạ? Rất là đẹp. Bếp phải ạ. Rất là đẹp luôn. Bếp ga Nhật tự động tắt bếp khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào. Khi mà chúng ta mua bếp ấy, hai cái yếu tố chúng ta quan tâm, thứ nhất là yếu tố an toàn và thứ hai là yếu tố tiết kiệm, đúng không ạ? Thì ở cái chiếc bếp ga nội địa Nhật này đều có những cái tính năng mà chúng ta cần luôn. Lửa rất là xanh, rất là đẹp đấy chị ạ. Sau khi nhận bếp về thì nhà em Hương đã căn chỉnh lửa để cho phù hợp với lại ga hết rồi, nên các chị cứ yên tâm, không có lo là không sử dụng được ga Việt Nam nhé. 200 độ là giảm nhỏ, 250 độ là tắt bếp, mà tắt bếp là khóa ga. Hiện tại thì hai bếp đều đã giảm nhỏ lửa hết rồi đây. Bếp bên trái cũng đã giảm nhỏ và bếp bên phải cũng đã giảm nhỏ rồi. Ưu điểm của dòng mặt men là gì? Ưu điểm của dòng mặt men chúng ta vệ sinh, chúng ta lau chùi rất là sạch sẽ và rất là dễ, đúng không ạ? Dạ rồi, chiếc bếp bên tay phải đã tắt bếp rồi đây ạ. Bếp bên trái cũng tắt luôn. Đối với tính năng an toàn, đó là tính năng chống cháy nồi, thì bếp sẽ tắt ngay lập tức sau khi nồi cạn nước nhé. Anh chị kho cá, kho thịt không may chúng ta có quên thì cũng sẽ không sao đâu ạ. Đã khóa ga rồi, đã khóa ga ngay lập tức rồi đây ạ. Em sẽ bật lại bếp này, bật bếp bên phải này, bật bếp bên trái này. Sẽ test thêm một cái tính năng an toàn nữa, đó là tính năng gió thổi tắt bếp. Chúng ta sẽ điều chỉnh độ to, nhỏ của lửa ở đây bằng cần gạt. Gạt sang bên phải là to, gạt sang bên trái là nhỏ. Bếp nào cũng như thế nhé, sử dụng rất là đơn giản luôn. Rất là nhiều anh chị chưa được biết đến cái dòng bếp ga an toàn và thông minh này. Nên nếu chúng ta đang xem được cái video này, chúng ta là người rất là may mắn, đúng không ạ? Không phải ai cũng biết đến những cái dòng như thế này. Nên là các anh chị chia sẻ cho người thân, người nhà, gia đình, bạn bè của chúng ta nhé. Chúng ta chia sẻ kênh YouTube của em Hương ạ, Hương Bùi Nhật Bãi, để cho các anh chị cứ vào xem tham khảo đi. Một ngày chưa mua được, một tuần chưa mua được, một tháng chưa mua được thì mình cứ tham khảo thêm. Mua bếp tại những cái thời điểm như thế này, các anh chị có nhiều sự lựa chọn và giá cũng sẽ bao giờ tốt hơn so với là cái dịp trước và sau Tết. Cái sau 15 giây thì bếp đã khóa ga rồi, em Hương đã nghe tiếng kêu tít tít rồi đấy ạ. Màu nâu cà phê rất là đẹp luôn, không phải là men thường các chị ạ, đây là men kim tuyến nhá, rất là đẹp luôn. Mặt chính diện của bếp đấy ạ. Rồi, thành vách bên phải. Sản xuất vào tháng 11/2022 các chị nhá. Đây, rất là đẹp. Không hề bị móc méo, không hề bị cấn móc gì luôn. Chỉ có hai chức năng nấu thôi, hai chức năng, hai bếp nấu phía trên. Tim cảm biến chạm đáy nồi đấy ạ. Cái trái tim của bếp ga Nhật nằm ở cái tim cảm biến này nhá. Khi mà chúng ta để nồi lên thì đáy nồi sẽ chạm đến cái tim này. Trong đây là cái Meyer lò xo các anh chị này. Đo nhiệt độ dưới đáy nồi, 200 độ là giảm nhỏ, 250 độ là tắt bếp. Sử dụng thì rất là đơn giản. Bếp Nhật thì sẽ dùng một đôi pin để đánh lửa nhá. Đây, góc bên trái sẽ là khay chứa pin. Em Hương sẽ hướng dẫn các anh chị cách lắp pin này. Cái chiều này mình cho ra ngoài, chiều này mình cho vào trong giúp em để tiếp xúc với lò xo. Đối với cái dòng pin dọc như thế này thì chúng ta sẽ lắp một đôi pin song song, một đôi pin thẳng vào như thế này nhé. Pin nhấn là công tắc bật bếp bên trái ạ, bật bếp bên phải ạ. Ok chưa cả nhà? Đây. Em Hương xin báo giá chiếc bếp ga này nhá. Mẫu bếp này hiện tại thì em đang bán với giá là 3.200.000 đồng các anh chị nhá. 3.200.000 đồng cho em bếp ga này thôi. Anh chị nào mà quan tâm đến cái mẫu bếp này thì liên hệ cho em Hương ạ. 0359014200. Có một số anh chị thắc mắc đó là: em ơi, tại sao cái dòng không lò nướng giá lại cao hơn cái dòng có lò nướng? Là tại vì hàng ít hơn các anh chị ạ. Mình có thể lấy một cái chiếc bếp mẫu tương tự như thế này. Nếu như anh chị lấy cái dòng có lò nướng thì chỉ tầm 2.9 triệu thôi, 2.9 triệu thôi. Còn mình nướng thì nướng, không nướng thì cũng không sao. Nhưng nếu mà mình lấy sang cái dòng không lò nướng như thế này thì giá thành bao giờ cũng sẽ cao hơn nha. Như vậy là qua khoảng tầm 4-5 phút, qua tầm 5 phút là em Hương đã test xong các cái tính năng cơ bản rồi, đúng không ạ? Chủ nhân nào mà ưng cái mẫu mã hình thức này và phù hợp với tài chính của mình thì ủng hộ nhà em Hương nhé. Nhà em đang sẵn kho rất là nhiều bếp.
Đây, hàng mới live, mới quay xong nên đang hơi lộn xộn. Em mời các anh chị cùng mà xem nhé, em đóng hàng này. Hàng đi hàng ngày, bếp ga, xe đạp, nồi cơm, nhiều khi đóng không kịp đâu các anh chị ạ. Đây, đây là xe đã được cho vào thùng rồi nhá. Đây, 1, 2, 3 chiếc bếp đang trồng sẵn ở đây ạ. Đơn của tất cả các anh chị thì đây. Đây, sau khi đóng xong xe thì Hương cũng sẽ đóng hàng để cho cả nhà, nên là các anh chị yên tâm nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Trước khi các anh chị rời kênh thì ủng hộ em một like, một nút đăng ký nhá. Xin cảm ơn ạ, xin chào và hẹn gặp lại.